Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia La nha. Thì nếu anh em nào mà có những cái nhu cầu về cưa cắt cây tại nhà ha, đặc biệt là về dùng gia đình á, thì anh em có thể khá là biết rõ về con cái tin MX180 đúng không? Một con máy nếu mà tính về cưa gia đình thì nó khá là thông dụng ở Việt Nam mình. Nhưng nếu anh em nào mà có nhu cầu sử dụng những con máy hàng Nhật chính hãng sản xuất tại Nhật Bản, công suất lớn hơn một tí nhưng trọng lượng là nhẹ hơn, thì trước mặt anh em đây là con cưa Echo CS3510 nha anh em. Con này thì Thiện chốt cho anh khách quen của Thiện ở Đức Cơ anh em, cùng anh ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ha, cùng tỉnh với Thiện luôn. Anh này thì mua máy với Thiện rất là nhiều rồi, mua rất là nhiều máy, loại máy khác nhau luôn anh em, từ Trung Quốc tới máy hãng ha, máy cắt cỏ, máy cưa mùa lum á, máy nổ luôn á. Giờ thì anh mua tiếp con cưa này để dùng gia đình nữa anh em. Thiện mở tới đâu Thiện Hoàng giới thiệu anh em tới đó để anh em mình dễ hình dung nha. Đầu tiên bên ngoài thì anh em thấy Echo rồi ha, hồi giờ nó là vậy rồi. Nó là một thương hiệu đến từ Nhật Bản và nó ưu tiên một cái là bảo vệ môi trường, nên cái thùng của nó thì chỉ có cạc tông và in mực đen thôi anh em ha, để hạn chế bảo vệ môi trường đó. Rồi trong này thì có phiếu bảo hành chính hãng của anh em nè ha, bảo hành 1 năm nha anh em. Toàn bộ những sản phẩm của Echo thì đều bảo hành cho anh em linh kiện cơ khí là 12 tháng và linh kiện xe lửa là 3 tháng ha, và bảo hành lỗi kỹ thuật nha anh em đọc kỹ phần hướng dẫn ở dưới, phần chi tiết ở dưới để chúng ta khỏi tránh cái tình trạng mà sau này do lỗi do chúng ta mà chúng ta bắt hạn bảo hành thì hạn không bảo hành nha anh em. Trong này sẽ có một cuốn catalog tiếng Nhật và tiếng Anh hay sao á, chưa có tiếng Việt Nam anh em, tiếng Nhật và tiếng Anh ha. Một cây lam Echo ha, lam này là lam nó đi theo là lam 40 cm nha anh em đây ha. Dài thì anh em thấy là dài 45 cm nhưng mà lắp vào máy thì nó còn ở ngoài là 40 cm, và một cái bao lam. Anh em thấy lam Echo không? Nhưng mà nó là của Oregon nha anh em. Lam này chính xác là của Oregon, sản xuất tại nhà máy của Oregon. Còn in nó thì in Echo ha, bởi vì Oregon là một thương hiệu làm lam xích, chuyên làm cho Echo nha anh em. Trong này nó sẽ có một sợi xích Oregon này, anh em thấy không? Ha, xích Oregon này. Và một cái tiếp buri thôi, nó còn không có gì hết anh em. Giấy ha, giấy thừa, giấy này thì nó giữ cái máy cưa để nó định vị á. Hết rồi, như vậy là hết rồi đó, không còn gì nữa hết nha. Ngoài thùng thì nó sẽ có chữ Yamabiko Made in Japan. Bên này thì có số series nha anh em. Con này series là 2519 nè, anh em thấy rõ không? Đó, 2519 nha. Và series của con này thì nó sẽ in ở đây, trước lóc đây ha, 2519 nha anh em. Đó, cái ở đây nó sẽ có một cái mã QR code, anh em quét cái mã này thì nó ra số series nha. Và con này á, nó anh em kêu nó là lốc nhựa ha, thì chúng ta gọi đại khái nó lốc nhựa là đúng rồi anh em. Nhưng mà chính xác của nó nha, thì cái lốc của nó vẫn là bằng hợp kim nha anh em. Cái lốc của nó là nó bao quanh cái cốt máy này, nòng piston bạc thì vẫn bằng hợp kim nhôm thôi, chứ không bằng nhựa nha. Nhưng mà cái bọc ở ngoài này, anh em nhìn cái này là bình nhớt nha anh em, cái này là bình nhớt nhưng mà cái lốc. Nhưng mà nhiều anh em thường kêu lốc nhựa đó. Nhưng thực tế là cái này là bình nhớt anh em, nhưng mà cái lốc nha. Cái lốc thì lốc máy thì chắc chắn nó phải là bằng nhôm rồi. Chứ nó là bằng nhựa thì không có hoạt động được đâu anh em. Nắp mang cá ha, con này thì nó tối ưu hóa, con này thì nó sản xuất chuyên để dùng gia đình nên nó sẽ tối ưu hóa trọng lượng. Nắp mang cá bằng nhựa luôn anh em ha, nắp mang cá bằng nhựa, và cái điểm tiếp xúc của con tán á, chỗ anh em siết á thì nó bằng nhôm để nó gia tăng độ cứng chỗ anh em siết con tán thôi. Còn nắp mang cá nó thì bằng nhựa nha. Ốc này là ốc tăng chỉnh lam xích nha anh em. Thắng xích thì nằm ở trên nắp mang cá luôn. Đó, anh em thấy con này nè, đó anh em thấy không? Đó, nó làm bằng nhựa. Thì mấy con gia đình thì làm bằng nhựa hết anh em, nhưng mà con này nó tối quá trọng lượng được. Nên cái trọng lượng nó rất là nhẹ, nó chỉ có 3,6 kg thôi anh em. Nhẹ hơn con Xtin 180 nhưng công suất của nó thì lên tới ngang với con 210 của thằng Xtin. Con này thì Thiện test nổ cho anh khách này luôn ha, nên quay cái video này test nổ cho anh em mình nghe tiếng máy cho nó vui. Đây. Bình xăng bình nhớt của nó là xuyên thấu nha anh em. Ha, con này thiết kế bình xăng bình nhớt xuyên thấu, anh em có thể nhìn được lượng xăng hoặc là lượng nhớt ở trong bình mình chúng ta còn ha. Rất là tiện lợi nha. Đỡ phải mở ra mở vô anh em ha. Ví dụ nhiều con mà nó không có nhìn xuyên thấu được á thì chúng ta phải mở nắp xăng ra thì chúng ta mới biết được là nó còn nhiều xăng hay là ít xăng. Đúng không? Còn cái này thì anh em chỉ cần nhìn vô thôi thì chúng ta đã biết được rồi. Đây để Thiện đổ vô rồi, Thiện cho anh em mình tham khảo về cái thiết kế bình xăng xuyên thấu, bình xăng và bình nhớt luôn nha anh em, không riêng bình xăng đâu. Con này bình nhớt luôn, nhớt nó cũng xuyên thấu luôn.
Hôm nay thì từ năm ngoái bắt đầu về Việt Nam tới nay thì Thiện bán khá là nhiều anh em, đợt vừa rồi bán hết hàng luôn mà. Đây anh em thấy không, lắc là chúng ta thấy được lượng xăng nè. Đó, nhớ cũng vậy nha. Đây, rất là tiện lợi nha. Thì riêng về những con máy ECHO thì Thiện khuyên anh em trước khi nổ lần đầu tiên ấy, thì chúng ta cho gan tay lên cho cao một tí. Đó ha, máy ECHO toàn bộ anh em, từ cứ máy cỏ luôn. Ốc gan tay chúng ta bằng cho nó một hai vòng gì đó. Một vòng nè, rồi hai vòng nè ha, cho nó dễ nổ hơn em. Nổ xong chúng ta gặn về là ok, bởi vì lần đầu khởi động đầu tiên thì nó lại vậy nha anh em. ECHO thì trước giờ nó là vậy luôn đó. Bơm xăng nha, con đấm bơm xăng phụ nha anh em. Công tắc của nó thì công tắc tự động có nghĩa là anh em tắt này thả ra là nó về lại luôn, khỏi bị quên ha, rất là tiện lợi nha anh em. Nhiều anh em ví dụ tắt rồi bị quên bật lại á là giật nó không có nổ, con này tắt anh em thả ra là tự bật lại luôn. Rồi giờ thì chúng ta kéo yên gió ra nhé, giật trợ lực nên cũng rất là nhẹ thôi. Đó, anh em nghe tiếng ho rồi đúng không? Đẩy cái gió vô dùm Thiện. Rồi, nổ rồi. Xăng chưa lên đều đâu anh em, từ từ chúng ta hẳn lên ga nhé. Xăng chưa đều. Rồi, ok rồi đó anh em, bắt đầu giảm nhanh đi về. À, chúng ta giảm về nghe tiếng ga tay nó êm lại là ok. Lên tua cực nhanh nha anh em. Đi lấy dây thấm nhớt anh em, nhớt văng tì le hết. Con này bơm nhớt rất là mạnh nha, nó là dòng gia đình nuôi nhưng mà bơm nhớt của nó rất là mạnh luôn. Nghe anh tì giờ này thì phải hơi thấp rồi. Anh em xin nhớt nó văng nè. Bơm nhớt con này rất là ác luôn á. Văng tài ly rất hết. Rồi ok, nó đơn giản ha. Tắt nè. Thả ra là nó về lại, chứ thì chúng ta giật nổ lại thôi. Đó, rất là ok ha. Cái công tắc không bao giờ quên luôn nè. Đó, rất là đơn giản như vậy là xong. Con này thì nằm một IC đầy đủ, phụ tùng cho anh em yên tâm nha. Nhớt văng tài ly hết. Giá hiện tại là 5.3 anh em. 5.3 anh em được miễn phí vận chuyển, tặng anh em một cái nhớt ECHO nhé, nhớt ECHO và một cái dũa nữa để anh em về anh em rô đai ha, để anh em về anh em dùng dấu quên rô đai. Nhớt này thì 180 nha anh em, cái dũa thì 35.000, đó là quà tặng kèm theo máy luôn. 5.3 miễn phí vận chuyển tặng nhà nha anh em. Anh em quan tâm về con ECHO CS3510 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hiển thị hoặc là để lại số điện thoại của dưới phần bình luận á, thì sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về con ECHO CS3510 này để anh em biết thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và tất cả anh em video tiếp theo nha.